anh. Ủa, chạy nó mất tiêu rồi. Vừa chị ơi, có cái chương trình có nha mọi người ở Hậu Giang nha, là vào ngày 18 tháng 8 mình sẽ quay ở đó. Đó là chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt. Những bà con nào, chị em nào ở Hậu Giang có thể tới xem trực tiếp nha. Đó là một cái chương trình cũng khá là ý nghĩa. Coi khúc cầm rắn mà bỏ cơm. Thật ra lúc đó là cứ khúc cầm rắn mình cũng rất là lo mọi người. Kiểu mình cứ sợ là không biết tự nhiên mọi người thấy mình khóc. Tại vì chỉ cầm một con rắn không, mọi người có chửi mình không ta? Tại vì rõ ràng lúc đó mình cũng không hiểu tại sao mình lại khóc khi thấy một khi cầm một con rắn á. Mặc dù mình sợ rắn thiệt, sợ thiệt. Mong sẽ mẹ quà, mình không có để chế độ tặng quà nha. Thời gian đầu mình không biết là có thể tắt được cái set tặng quà, nên là mình có để, nhưng mà sau này mình biết tắt được thì đa phần các like mình đều tắt á. Chỉ có tùy những cái like mà mình không set up, hoặc là cái like đó mình quên thôi. Chứ mọi người cũng không cần tặng quà cho Tiên trên TikTok đâu nha. Tiên nhận lời các lời chúc mừng của mọi người là được rồi. Cảm ơn mọi người, thank you so much. Chúc cho tất cả những người sinh nhật tháng 8, đặc biệt là những người sinh nhật tháng 8 sẽ có một sinh nhật thật là vui vẻ. Những người sinh nhật tháng 9, xa hơn nữa là tháng 11, tháng 12, nói chung là nói chung là chúc cho tất cả mọi người đều có một buổi sinh nhật thật là vui vẻ. Hai con này tháng 7 cái bên đây xong chút. Thì nằm có hiểu không? Là đang là tháng 8, xa là tháng 9, xa là tháng 10, thì 10, 11, 12, xong rồi tới tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Thì xong nêu ra luôn. Nè, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Chứ mắc cái gì mà tự hiểu. Cứ đi. Trời đất ơi. Con này ngu lắm. Trời ơi, nói hello mọi người, mình chưa có lịch nào về Sóc Trăng hết nha mọi người nha, mình chưa có lịch nào về Sóc Trăng hết á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Wow, cũng nhiều người xem á. Mình nãy giờ mình cứ tưởng mình lên đây chắc like được mấy ngàn, xong mình tắt lại. Tại vì thật ra á, mạng nó cũng hơi yếu, nên là mình nghĩ là để có thể mà like mà được dài dài mà nói chuyện với mọi người nhiều chắc là cũng hên xui lắm. Nhưng mà do là thôi, hôm nay cũng là đặc biệt. Sao thổi nến hoài mà không tắt thật sự ấy. Khi mà mình về mình xem clip mình mới biết là hả, đó là một đó là gọi là chiêu trò của những người trong FC của tôi. Quá là ác độc vậy mà ở ngoài có vấn đề. Mình cứ ôi chứ hay là thật sự là có vấn đề gì. Nhưng mà ước là đơn giản, chỉ ước là con mong có thể làm được nhiều việc. Nói chung những cái dự án của con sẽ thành công và con bình an giúp được nhiều người. Sao mình nói cũng không lẽ nó như vậy mà không được hả ta? Hay là không được bình an? Trời ơi, sao mà lúc mà khỏi không được mấy lần cứ bị lo mọi người. Mà sao những người xung quanh cứ kêu là chị ơi, hay là cái điều ước chị có vấn đề, chị ước lại. Ôi mẹ ơi, mình nói hay là mình không được bình an ta, chứ là hay là có điều gì sắp tới. Trời ơi, tôi ngồi đó mà tôi cứ lo sợ mọi người. May quá, khúc sau tôi mới nhận ra đó là chiêu trò. Chiêu trò của những người trong FC của tôi. Trời ơi, là người nhà với nhau mà chơi à, ác độc. Dễ thương vậy sao? Sống xả bé. Sao chính tả cô? Vị Thanh là hàng ngày 18 tháng 8 nha mọi người. Chị tham gia hai ngày một đêm mới đi, chị thích quá à. Chưa có được mời á cô. Ở sao tự nhiên vậy, bị lặn cái vụ cô á. Mà cái đó là cái trend ở đâu vậy? Chị giống con bé. Em cái trend đó ở đâu ra em bắt chước theo chị á. Xong nó thành cái trend bậy danh bạ đi nha má. Ủa, này nha, không có làm đúng gì không? Bạ má. Trời ơi, chị cứ nói là em bắt chước theo chị á. Ở đó bụng mất cô rồi kia. Nó bụng mất cô, nó bụng mất chú rồi kia đúng không? Là bình thường đúng không? Ai biết được. Nó này đi nghe quá gì.
Cháu tôi không có lịch về Đồng Tháp mọi người ơi. Mình ở Đắk Lắk nãy giờ mình nói cái này cũng mấy lần rồi đó. Ý là chị ở Đắk Lắk. Thì nè em đang nói là chị bị sao vậy? Trời ơi. Chị ơi. Sao em khó chịu em vậy? Em không có khó chịu. Em khó chịu chứ chị. Người ta đang nói chuyện mà chị có chen 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 vô. Đây nè mọi người ơi. Chị ở Đắk Lắk để quay cho Trung Nguyên một cái phim tài liệu sắp tới chiếu ở trên Discovery của Warner Bros nha mọi người. Ê, hay là ghim cái câu đó. Ghim nó vô. Ghim cái câu đó. Ghim nó vô không? Dạo này hơi cọc trời ơi. Ai vậy? Đây, chị tính. Chị tính cho mọi người, chị Thế nằm kế bên. Tính mặt. Chào đi chị, đây nè. Chị chào đi. Đây nè. Thôi vậy đâu. Mệt mỏi lắm mọi người ơi. Ở chung với hai má này mệt lắm. Hai đánh lộn hoài à. Ê trời trời sao mới đọc cái comment gì mà ác đọc cái này. Chị tự đọc nhưng không dám đọc. Yêu rồi. Em vừa đọc cái comment luôn á. Đứa nào nói gì ta? Nè. Đọc chị đọc lên đi. Chị đọc lên đi. Ê nó lại vào chỗ này không được có bạn bè. Ôi. Không phải hiểu làm hiểu hả? Mình còn đang ở Đắk Lắk nè mọi người. Nhưng mà khu này khu biệt lập á. Mấy ngày nữa. Ôi hai ba ngày nữa mình mới về Sài Gòn. Cảm ơn mọi người nha. Mạng 2G. Mọi người không thông cảm với Tiên nha. Thật sự Tiên nghĩ là Tiên live stream mà tới bây giờ mà với bao nhiêu đây mắt xem á cũng là một cái kỳ tích rồi đó. Tại vì mình đang ở trên núi á mọi người. Đúng là núi luôn á. Ban đầu tôi biết là tới đây là còn không có mạng nữa cơ. May là có mạng để chạy được live á. Tại vì mình trên live mình không có. Mình hay bị đứng á. Nên là bây giờ kiểu chị nói gì đó, chị nói xấu gì em. Gì má? Thì sao đang đa nghi nói vậy xấu rồi? Gì hết. Người ta đang live stream mình có nói xì xăm cái bên. Ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến cái like của người ta. Thì đó, xong rồi nói gì quên rồi nè. Ở sao giọng ngủ có mũi cắn không? Không có mũi cắn nhưng mọi người mà bị rệp cắn á. Ôi, nó chứ cũng có mũi cắn xíu. Mũi cắn thì cũng không có nhiều nhưng mà có bị rệp cắn. Ngứa lắm, cái khúc gần cuối là ngứa lắm. Ai cũng gãi này kia hết trơn rồi. Ngày mai là tập 2 nha mọi người. Chị Thế thật ra là chị Thế bằng tuổi mình mọi người ạ. Nhưng mà ở trong công ty ai cũng gọi là chị Thế hết. Chứ không, chứ Thế tính già nè. Chính là 86. Kêu mẹ đi con. Gọi mẹ đi. Ủa mẹ 86 hả? Bị điên hả? Cái khùng hả? 86 là bao nhiêu? 86 là bao nhiêu tuổi? Có gác đêm không? Mọi người hãy xem để biết là tôi có gác đêm hay không nha. 38 tuổi. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Xin chào Miss Hài Hước nhá. Thank you. Mạng em lắc quá.